ngày 22 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 1 tháng triển khai thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan kinh doanh hóa chất nguy hiểm độc hại, đặc biệt là xyanua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị đã khởi tố 5 vụ án với 17 bị can về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất độc. Đồng thời, công an thu gần 9.500 kg xyanua, 315 kg axit sulfuric, 105 kg axit chlorhydric cùng nhiều tăng vật khác. Khẩn trương truy xét các đầu mối tiêu thụ xyanua tại 11 tỉnh thành để thu hồi hơn 318,5 kg xyanua mua bán trái phép. Trước đó, ngày 12 tháng 9, Công an quận Bình Thạnh nhận tin báo của người dân về vụ người phụ nữ tử vong ở nhà, nghi vấn tự tử bằng chất độc xyanua. Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh, Công an huyện Bình Chánh điều tra truy xét, làm rõ nguồn cung cấp xyanua trái phép nêu trên. Sau một ngày truy xét, Công an đã bắt Phan Minh Trung, sinh năm 1990, ngụ huyện Bình Chánh. Mở rộng, Công an huyện Bình Chánh bắt 3 người cung cấp xyanua trái phép cho Trung. Đồng thời, Công an huyện Bình Chánh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất xyanua với số lượng lớn, núp bóng các công ty kinh doanh hóa chất. Theo điều tra, Nguyễn Thành Tài, sinh năm 1994, cùng Hà Văn Việt, sinh năm 1983, cùng ngụ quận 7, Cúc Văn Hiếu, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Phú, lập 3 pháp nhân được Bộ Công Thương, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp để nhập khẩu kinh doanh hóa chất xyanua. Sau khi có nguồn xyanua nhập khẩu theo giấy phép được cấp, nhóm thống nhất bán trái phép chất độc xyanua cho khách hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán hóa chất độc xyanua, không lập phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc nhằm tăng doanh thu cho công ty. Khám xét kho chứa hàng của 3 công ty ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An, Công an thu 3.950 kg xyanua. Bước đầu xác định, nhóm đối tượng trên đã bán hơn 400 kg xyanua trái phép cho 4 trường hợp tại thành phố Hồ Chí Minh, thu lợi 40 triệu đồng. Thu hồi hơn 27 kg xyanua đã tiêu thụ trái phép ra thị trường. Đến ngày 25 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh lập 7 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 21 địa điểm kinh doanh hóa chất nguy hiểm, độc hại xung quanh chợ Kim Biên, quận 5. Qua đó, phát hiện, thu giữ 433 chai nhựa dung dịch hóa chất xyanua, 179 kg xyanua và 8 hũ hóa chất độc potassium glycinate 62,8%, còn gọi là kali vàng xyanua. Công an xác định các sai phạm liên quan đến hành vi kinh doanh hóa chất không có hóa đơn chứng tử, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp. Hiện Công an đã củng cố tài liệu chứng cứ khởi tố 3 vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất độc tại chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Phát, hộ kinh doanh xi mạ Điệp Xi và hộ kinh doanh Ngân Lợi, khởi tố 6 bị can về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất độc. Trước đó, trong tháng 9 năm 2024, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Như Huệ, sinh năm 1985, ngụ quận 1, Nguyễn Đức Thành Huy, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Định về tội mua bán trái phép chất độc. Điều tra xác định, Huệ, trưởng phòng kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn hóa chất Nam Phương, lợi dụng vị trí công việc và sự quản lý lỏng lẻo hoạt động kinh doanh hóa chất độc hại, nguy hiểm của chủ doanh nghiệp để kinh doanh riêng lĩnh vực này. Huệ đã lập khống hợp đồng mua bán với đối tác để tuồn chất độc xyanua ra ngoài, bán lại cho khách hàng tại nhiều tỉnh thành với hơn 2,5 tấn, thu lợi gần 380 triệu đồng. Riêng Huy mua chất độc xyanua của Huệ về để bán lại cho 326 khách ở 9 tỉnh thành phố, thu lợi hơn 253 triệu đồng.